Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người sơ về cáp của Nippon Bông Sen Sen. Thì đây là bảng màu cáp cáp 6 UTB, bao gồm 15 màu và cái màu phổ biến nhất là màu Sky Blue. Thì bên trong cái cáp UTB nó bao gồm 8 dây đồng và một cái lõi nhựa. Ở dưới đây là dây cáp nhảy, đây là dây solid, còn đây là dây stranded. Thì cũng có 4 sợi dây đồng và lõi chỉ cũng như là lõi nhựa ở bên trong. Nó khác nhau là cái dây solid thì nó có một cái lõi đồng như vậy thôi, còn trong cái dây stranded đó, một cái lõi đồng nó có tới 4 sợi dây tóc đồng ở bên trong. Dây này nó sẽ dẻo hơn, nhưng mà dây solid thì nó sẽ ổn định hơn. Còn đây là bên trong cái hạt mạng của cáp cáp 6 UTB, nó bao gồm 4 cái bộ phận như sau. Sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp hạt mạng. Đây là đầu modular jack, nó có nhiều màu nhưng mà hiện tại KOS stock thì chỉ có 4 màu như vậy. Đây là bọt, đây là 4 bọt, 1 bọt, 2 bọt, 4 bọt với 6 bọt mình cũng có. Đây là cái, đây là cáp bình thường ở bên ngoài, còn đây là cáp của Nippon Sen Sen, nó gọn hơn và đẹp hơn. Cái này thì mình ít sử dụng, nó là cái khóa dây, không có thể rút ra được, phải có chìa khóa. Cái này khóa bọ cũng vậy luôn, đây là cái chìa khóa, phải mới có chìa khóa thì mới rút được. Mình cũng có mắt panel. Mắt panel nó như vậy. Cái này là cái thanh quản lý, nên quản lý này 24 bọt, còn thanh này là 48 bọt. Ở trên đây thì các bạn có thể dán tepla cũng như là icon. Icon thì mình có hai icon giống như vậy. Đây là icon của máy tính, mình có một cái icon điện thoại. Icon cũng có nhiều màu. Còn cái này là bộ tool, tool để mình giới thiệu sơ cho các bạn thấy bộ tool. Sau này mình sẽ làm clip hướng dẫn kỹ hơn. Cái này là cái kèm bấm hạt mạng, nó rất là gọn, ngay cả con gái hoặc là những người tay nhỏ cũng có thể sử dụng được. Còn cái này là dụng cụ để làm, để bấm modular jack và dụng cụ tút dọt cáp. Rồi, thì hôm nay mình chỉ giới thiệu sơ cho các bạn về cáp Nippon Sen Sen như vậy thôi. Thì hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và chào các bạn.